năm 2008, chủ đầu tư là công ty cổ phần sắt Thạch Khê đã lập dự án khai thác và tuyển quạng sắt mỏ Thạch Khê và thực hiện bóc đất tầm phủ. Tính đến tháng 7 năm 2011, đã đào hơn 12,7 triệu mét khối đến độ sâu âm 34 mét so với mực nước biển, thu được 3.000 tấn quạng. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã bộc lộ nhiều bất cập như dự án chưa đảm bảo tính pháp lý, chưa đánh giá đầy đủ định mức kinh tế kỹ thuật, tác động môi trường, tổ chức bộ máy chưa hợp lý, trình tự đầu tư xây dựng triển khai chưa đúng, việc huy động vốn hạn chế. Do vậy, từ tháng 7 năm 2011, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư dừng bóc đất tầng phủ mỏ sắt thạch khê. Suốt một thời gian dài, các tồn tại nêu trên vẫn không được xử lý qua nghiên cứu hồ sơ dự án, văn bản của các bộ ngành trung ương trong thẩm định dự án và thực tiễn trong thi công bóc đất tầng phủ cho thấy dự án tiềm ẩn nhiều rủi ro hệ lụy. Từ năm 2017 đến nay, Hà Tĩnh nhất quán đề nghị chính phủ cho dừng dự án. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thông báo nội dung kế hoạch kiểm tra. Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đầu tư xây dựng khoáng sản môi trường và pháp luật khác có liên quan đối với dự án khai thác và tuyển quạng chất mỏ thạch khê. Thời gian làm việc 15 ngày kể từ ngày ra công bố quyết định. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện nghiêm túc công tâm, không vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua quyền lợi chính đáng của nhân dân đồng chí võ trọng hải chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định phía hà tĩnh sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn kiểm tra làm việc đồng thời mong muốn đoàn kiểm tra sớm làm rõ được trách nhiệm chi phí đầu tư của các bên liên quan trong việc triển khai dự án và thống nhất nội dung dừng hay tiếp tục triển khai dự án để trình lên chính phủ cũng trong chiều nay đoàn đã đi khảo sát thực địa tại khu vực mỏ sắt thạch khê